Chào mừng các bạn đến với Man Academy Official. Mình là Shin và đây là chuyên mục Tất Tần Tật, nơi mà chúng ta hãy cùng đào bới mọi ngóc ngách của một chủ đề trong thế giới manga và anime. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trận đấu của chúa quỷ Muzan với các thợ săn quỷ nhé. Lưu ý, video Tất Tần Tật mà không chứa spoil thì đời không để. Và nếu các bạn thuộc hội Anti-Spoil Spoil Club thì hãy dừng ngay video này lại và trải nghiệm tác phẩm đã nhé. Còn nếu các bạn không sợ bị spoil hoặc thậm chí thích bị spoil thì không để các bạn chờ lâu nữa. Chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Ubuyashiki Kiriya nhận ra rằng Tamayo không thể chịu đựng đủ lâu để kìm hãm Muzan, và loại thuốc mà cả Shinobu và cô tạo ra đã không thành công trong việc biến Muzan trở lại thành người. Kanata thông báo cho Kiriya rằng đội đầu tiên của thợ săn quỷ đã đến nơi trước kén thịt của Muzan đang yên nghỉ và nhóm thứ hai đang đuổi theo bọn họ. Kiriya ngay lập tức ra lệnh cho cô ấy nói với những thợ săn quỷ tránh xa Muzan cho đến khi tất cả các trụ cột đến. Nhiều đội thợ săn quỷ vây quanh cái hộp thịt nơi mà Muzan đang trú ngụ. Đột nhiên, Muzan thoát ra khỏi kén thịt với một diện mạo hoàn toàn mới, mái tóc dài ra và có màu trắng bạc do quá trình lão hóa ngày càng nhanh. Hắn ta cũng có nhiều bộ hàm trên cơ thể với những chiếc răng nanh màu trắng sắc nhọn và đang giữ cái đầu của Tamayo trên tay. Muzan ngay lập tức tàn sát hàng chục thợ săn quỷ xung quanh khi họ cố gắng rút lui. Kiriya ra lệnh cho họ thông qua một con quạ, nhưng Muzan đã giết và hấp thụ tất cả các thợ săn quỷ trong nhóm. Muzan nhận ra rằng hắn đã già đi tới 1.000 tuổi và mất đi ham muốn ăn uống. Tuy nhiên, vì chịu sức mạnh từ vụ nổ của Ubuyashiki và vì phải sử dụng năng lượng để vô hiệu hóa loại thuốc của Tamayo, mà giờ đây hắn đã lại có niềm đam mê về máu thịt. Trở lại những gì còn lại của trụ sở quân đoàn diệt quỷ, Kiriya ra lệnh cho đội quân thợ săn quỷ thứ hai rút lui và giữ khoảng cách với Muzan, vì nếu bọn họ bị ăn thịt thì hắn sẽ càng mạnh hơn mà thôi. Muzan nâng cái đầu của Tamayo lên và giễu cợt rằng loại thuốc để biến trở lại thành người của cô không có tác dụng nào đối với hắn. Tamayo rơi nước mắt và cầu xin Muzan trả lại chồng con cho cô, nhưng tên chúa quỷ đương nhiên là không có tính người, thẳng thừng bảo cô hãy chết đi, rồi đập vỡ hộp sọ của Tamayo và hấp thụ cô ấy. Khi ấy, Yushiro ở gần đó ngay lập tức mất thăng bằng và ngã nhào vào một bức tường. Muzan tiếp tục tàn sát ngày càng nhiều thợ săn quỷ hơn. Kiriya hét lên và cầu xin những thợ săn quỷ lùi lại để sự hy sinh của Tamayo là không hề uổng phí. Về phía Muzan, hắn cho rằng mọi thành viên của thập nhị nguyệt quỷ đều không có ích gì đối với hắn ta và hắn sẽ tự mình tàn sát quân đoàn diệt quỷ. Kiriya hoảng sợ và tự trách mình vì đã ra lệnh sai và để thuộc hạ bị tàn sát. Từ đó anh mất hết sự tập trung và phải nhờ đến hai người em gái để Kiriya nhận ra rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và anh vẫn cần phải ra lệnh cho quân đoàn diệt quỷ. Anh ra lệnh rằng tất cả các trụ cột đến gặp Muzan ngay lập tức cùng tất cả các thợ săn quỷ khác sẽ là quân tiếp viện. Mitsuri và Obanai là những người đầu tiên nghe thấy thông báo này. Obanai nhận ra rằng Nakime không thực sự làm hại họ mà là giữ chân họ để số lượng trụ cột có thể chiến đấu với Muzan là ít nhất. Obanai nhanh chóng đỡ lấy Mitsuri để cả hai thoát ra khỏi tình thế đang gặp phải. Nhanh chóng nhận ra điều này, Nakime sử dụng huyết quỷ thuật dịch chuyển Muzan đến vị trí của Tanjiro và Giyu. Tanjiro nhìn thấy Muzan bằng xương bằng thịt và cơn thịnh nộ ngay lập tức bùng lên trong anh. Giyu và Tanjiro vô cùng sốc khi Muzan tự so sánh mình như một thiên tai, nói rằng nhân loại không thể trả thù được những thảm họa cho dù nó có gây ra nhiều thiệt hại hay cướp đi bao nhiêu sinh mạng. Tanjiro bình tĩnh chỉ ra rằng Muzan là người không xứng đáng được tồn tại ngay từ đầu. Cậu chỉ ra từ lời giải thích của Giyome rằng Muzan không thể chết vì bị chặt đầu, từ đó cố gắng tìm ra cách để đưa Muzan ra ánh nắng mặt trời. Vấn đề là họ không có manh mối về cách đưa Muzan ra khỏi lâu đài vô cực. Muzan ngay lập tức biến cánh tay của mình thành những tua gai dài giống như roi và tấn công cả Tanjiro cùng Giyu. Giyu sử dụng hơi thở của nước thức thứ 11, lặng, để đẩy lùi đòn tấn công, nhưng anh cùng với Tanjiro vẫn chịu rất nhiều sát thương. Tanjiro cho rằng cần phải né các đòn tấn công của Muzan bằng bản năng, nhưng cậu vẫn cố gắng vượt qua để có thể chạm được vào đối thủ. Khi bước vào tầm tấn công của Muzan, một trong những cánh tay roi của hắn ta chém ngang qua mắt phải của Tanjiro khiến cậu ngã xuống đất. Trước khi Muzan có thể giết Tanjiro thì Giyu đã nắm lấy cậu và nói rằng việc chém Muzan là hoàn toàn vô nghĩa với sức mạnh của hắn ta thậm chí còn ở một đẳng cấp khác so với các thượng huyền. Muzan chế giễu những nỗ lực của thợ săn quỷ trong việc ngăn cản hắn ta cho đến khi mặt trời mọc, vì mặt trời không thể chiếu rọi vào thực tại của không gian lâu đài vô cực. Giyu và Tanjiro thêm bối rối khi Muzan nói rằng cả Mitsuri và Obanai đều đã bị giết bởi Nakime. Sau đó hắn tiếp tục tấn công hai thợ săn quỷ. Đột nhiên luyến trụ rơi xuống từ trần nhà và chặn đòn tấn công của Muzan bằng hơi thở của tình yêu thức thứ 6, miêu túc luyến phong. Mitsuri tin rằng đòn tấn công của cô đã làm hại Muzan theo một cách nào đó, nhưng thực chất tên ma vương hoàn toàn bình yên vô sự. Obanai xuất hiện giúp Tanjiro đứng dậy và nói với cậu hãy rút lui khỏi cuộc chiến nếu tiếp tục bị đánh gục. Tanjiro cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Obanai và Mitsuri còn sống, trong khi Muzan vừa bối rối vừa tức giận khi biết rằng Nakime đã thất bại. Muzan hét lên tên Nakime trong cơn giận dữ, trong khi Yushiro đã có thể điều khiển cô ta để chỉ huy lâu đài vô cực hướng lên mặt đất.
Kiyu nhân cơ hội này tìm cách tấn công Muzan cùng với Obanai, khiến Muzan phân tâm vì không biết nên giết các trụ cột hay là giết Nakime trước. Và rồi Muzan thẳng tay tiêu diệt Nakime, toàn bộ lâu đài vô cực sụp đổ, trong khi Yushiro biết rằng mình vẫn có thể đưa mọi người ra ngoài khi Nakime chưa kịp tan rã hoàn toàn. Muzan vùng roi khắp nơi và chém Tanjiro cũng như suýt giết chết Mitsuri, nhưng Obanai đã kịp đẩy cô ấy ra. Tanjiro cũng phóng một thanh nhật luân kiếm từ một đồng đội đã ngã xuống vào hộp sọ của Muzan. Ngay khi điều đó xảy ra, lâu đài vô cực phóng lên từ dưới lòng đất lên phía trên, hất tung mọi người về mọi hướng. Tanjiro mở mắt và nhìn thấy bầu trời đêm, nhận ra rằng họ đã thoát ra khỏi lâu đài. Tuy nhiên, nó đã hạ cánh xuống một thành phố nhỏ với nhiều thường dân vô tội. Điều này hoàn toàn khác với những gì mà Kiriya đã dự đoán. Yushiro và Muzan vẫn đang trong một cuộc giằng co để xem ai có thể kiểm soát được Nakime. Kiriya hỏi Kurina và biết được còn tới 1 tiếng rưỡi nữa mới tới bình minh. Một con quạ Kasugai thông báo với mọi người thông tin này. Khi trụ cột và tất cả các thợ săn quỷ khác đứng lên từ đống đổ nát, Muzan giải phóng một sóng xung kích lớn để đẩy đống đổ nát trên người văng xa. Hắn tức giận chế nhạo và thách thức những thợ săn quỷ giữ chân hắn lại cho đến khi mặt trời mọc. Các trụ cột tiếp tục né tránh các đòn tấn công của Muzan và trả đũa tên quỷ vương với sức mạnh của hơi thở. Obanai đã có thể chém thanh nhật luân kiếm của mình qua cổ Muzan, nhưng vô ích khi lưỡi kiếm của anh vừa chém qua thì nó đã tái sinh ngay lập tức. Muzan thấy đây là cơ hội hoàn hảo để tấn công và giết chết tất cả các trụ cột. Ngay khi các trụ cột sắp bị tấn công thì hàng chục thợ săn quỷ đến và hy sinh bản thân để giải cứu. Mitsuri khóc và yêu cầu những thợ săn quỷ dừng lại vì đã có quá nhiều thương vong. Tanjiro không muốn có thêm thợ săn quỷ nào phải đứng dậy nữa và cố gắng chạy tới chiến trường nhưng lại vấp ngã, ho ra một lượng lớn máu. Thấy vậy, Muzan tự đắc rằng những ai bị hắn tấn công đều sẽ phải chết khi Tanjiro đang chết dần chết mòn với vết thương trên mắt đã biến thành một cục thịt lớn. Các trụ cột vô cùng lo lắng, đặc biệt là Giyu khi biết máu của Muzan được truyền vào các xúc tu của hắn ta nhưng những người bị tiêm máu của hắn sẽ không biến thành quỷ. Thay vào đó, các tế bào của chính họ sẽ bắt đầu phân hủy và bị máu của Muzan hấp thụ, từ đó dẫn đến cái chết không thể tránh khỏi. Trong khi Tanjiro hấp hối, Nezuko đứng dậy khỏi giường y tế trước mặt ông Sakonji. Tengen và Shinjuro nhìn thấy Nezuko đang lao đi cùng với Sakonji ở ngay phía sau. Tengen hét vào mặt Nezuko hỏi cô ấy sẽ đi đâu mà không nhận được câu trả lời. Shinjuro thông báo cho Kiriya rằng Nezuko đã chạy trốn và có thể sẽ gặp nguy hiểm trước những con quỷ, thậm chí là chính Muzan. Ban đầu, Kiriya ra lệnh cho cả hai giữ Nezuko lại, nhưng cha của anh, Ubuyashiki Kagaya, đã yêu cầu con trai duy nhất của mình để cho Nezuko đi. Trở lại chiến trường với Tanjiro đang cận kề cái chết, các trụ cột thì bị chém bởi các đòn tấn công của Muzan. Mitsuri chịu đòn nặng nhất và ngay khi cô ấy sắp bị một trong những cái xúc tu trên cánh tay của Muzan đâm vào thì một cú va chạm bất ngờ phá hủy xúc tu đó, cứu được Mitsuri. Hóa ra đó là Gyome, trước sự ngạc nhiên của mọi người, đặc biệt là tên quỷ vương. Muzan tự nhận xét rằng người đàn ông vừa xuất hiện là một trong những thợ săn quỷ đã đánh bại cánh tay phải của hắn ta, Kokushibo, và cùng lúc đó thì Sanemi cũng xuất hiện phía sau tên chúa quỷ và chém hắn theo chiều dọc. Khi Muzan tái sinh, phong trụ ném những cái bình chứa dầu vào người hắn và đốt một que diêm ném về phía tên ác ma, đốt cháy hắn ta trong biển lửa. Ở gần chiến trường, Murata bị bầm dập với những mảnh vụn tàn tích của lâu đài vô cực. Anh ta nhìn thấy Muzan, kẻ thù của gia đình mình, muốn giúp đỡ mọi người khác trong việc đánh bại hắn ta. Thấy vậy, Giyu hét lên và yêu cầu Murata đưa Tanjiro đến một nơi an toàn và điều trị cho cậu ấy. Không một chút do dự, Murata cõng Tanjiro trên lưng và vui mừng khi Giyu cuối cùng cũng đã nhớ tên của mình. Khi Murata đang vui mừng trong nước mắt thì Tanjiro vẫn đang bất tỉnh và nhận được những ký ức về tổ tiên của mình là Sumiyoshi. Hiện tại, các đòn tấn công của Muzan ngày càng dữ dội, tạo thêm các áp lực cho các trụ cột. Gyome thậm chí còn không thể có được trạng thái thế giới giác ngộ nên để có thể né tránh các đòn tấn công của quỷ vương mà không bị thương gần như là một canh bạc. Mitsuri là người kém nhất trong các trụ cột, chỉ có thể né tránh hoàn toàn bằng bản năng và may mắn. Điều này ảnh hưởng sâu sắc đến quyết tâm của cô trong việc có thể giúp đồng đội đánh bại Muzan và cô nhanh chóng quyết định phải cố gắng lẻn ra phía sau của tên chúa quỷ và cầm chân hắn ta để câu giờ giúp những người khác ngay cả khi phải hy sinh mạng sống của mình. Nhưng chưa thực hiện kế hoạch thì luyến trụ nhanh chóng nhận ra rằng cô đang bị kéo bởi xúc tu của Muzan. Đòn tấn công lấy đi một ít thịt và da ở bên trái khuôn mặt của cô cùng với cánh tay và bụng. Trong khi trụ cột khác gây áp lực lên Muzan, Obanai mang Mitsuri đến chỗ một thợ săn quỷ khác và ra lệnh cho họ tìm kiếm Yushiro. Tuy nhiên, Mitsuri vẫn cố gắng đứng dậy và thuyết phục Obanai để cô được tiếp tục chiến đấu, nói rằng cô sẽ không phải là gánh nặng cho bất kỳ ai. Obanai nhanh chóng từ chối trong khi nói rằng cô ấy đã đóng góp đủ cho quân đoàn diệt quỷ. Trong khi Obanai nhanh chóng quay trở lại chiến trường, Mitsuri bật khóc và cầu xin Obanai cùng với các thợ săn quỷ khác đừng chết. Trong khi đó, Obanai chấp nhận hy sinh để đánh bại Muzan. Tấm băng trên mặt anh rơi ra để lộ ra một vết rạch giống như con rắn ở hai bên má của anh. Khi cuộc chiến đang diễn ra rất khốc liệt, nhiều Kakushi, thành viên không chiến đấu của quân đoàn, đang sơ tán dân thường gần đó ra khỏi chiến trường. Khi một số Kakushi cung cấp cho nhau một số thông tin về việc sơ tán, thì một thành viên nghe thấy tiếng mèo kêu dưới đống đổ nát.
Con mèo đó là Chachamaru và ngay khi được giải thoát thì nó đã ngay lập tức phóng thẳng về phía chiến trường. Trong khi những trụ cột tiếp tục tấn công, Obanai đã chặt đứt một trong những cánh tay của Muzan, đồng thời đá nó vào để ngăn hắn ta không tái sinh ngay lập tức. Thật không may, nó không có ích gì vì chúa quỷ tái sinh cánh tay của hắn với tốc độ nhanh hơn một cái chớp mắt. Khi Giyu cố gắng chặt đứt cánh tay của Muzan, đòn tấn công đã khiến cho lưỡi gươm của anh gãy lìa, cho thấy sức nắm của Giyu đã suy yếu do chất độc từ các đòn tấn công của Muzan. Trước khi Muzan có thể chém và giết Giyu, Obanai và Giyome đã can thiệp và ngăn chặn được đòn tấn công. Senemi ném một thanh nhật luân kiếm khác về phía Giyu. Tự xấu hổ vì đã để cho trụ cột đồng nghiệp của mình thất vọng, Giyu nhặt thanh kiếm lên và thi triển hơi thở của nước, thức thứ ba lưu lưu vũ. Muzan thừa nhận khả năng cầm chân của các thợ săn quỷ nhưng biết rằng điều đó chẳng có ích gì vì chất độc của hắn sẽ giết chết tất cả bọn họ từ rất lâu trước khi bình minh tới trong 1 giờ 14 phút nữa. Chỉ trong 5 phút tiếp theo, tất cả các tế bào của họ sẽ bị phá hủy và họ sẽ chết. Đột nhiên, Chachamaru bước vào trận địa và tung ra 4 lọ thủy tinh đựng chất lỏng màu hoa oải hương. Khi những cái lọ này được đưa tới cho trụ cột, các triệu chứng từ chất độc của Muzan bắt đầu đảo ngược. Điều này khiến cho Muzan vô cùng tức giận vì ngay cả sau khi chết, Tamayo vẫn tiếp tục gây ra phiền toái cho hắn ta. Hắn tiếp tục tấn công dữ dội hơn và những trụ cột có thể né đòn trong gang tấc. Obanai cho rằng đóng góp của anh với tư cách là một trụ cột là thấp nhất vì anh tin rằng bản thân mình đã không giáng bất kỳ đòn chí mạng nào vào tên chúa quỷ. Anh biết rằng khi ai đó cận kề cái chết, họ có thể giải phóng sức mạnh bùng nổ. Obanai chấp nhận rằng cần phải vượt qua giới hạn để bảo vệ mọi người, đánh thức dấu ấn diệt quỷ của riêng mình và nắm chặt thanh nhật luân kiếm đủ mạnh để khiến nó đổi sang màu đỏ tươi. Quá háo hức trong việc cố gắng làm cho thanh nhật luân kiếm của mình có màu đỏ để chiến đấu với chúa quỷ hiệu quả hơn, Obanai đã dùng hết sức nắm chặt thanh kiếm, mặc dù anh đang thiếu dưỡng khí, khiến anh suýt chút nữa ngất xỉu trong trận chiến. Khi ấy, một trong những cái xúc tu của Muzan đang lao thẳng tới anh. Giyu cố gắng cứu Obanai khỏi đòn tấn công của Muzan nhưng đã quá muộn. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, Obanai đã bay lên trên không, né được đòn tấn công của chúa quỷ. Hắn tấn công một lần nữa, nhưng bằng cách nào đó, Obanai lại né được tiếp. Đang bối rối không hiểu kiểu gì, thì cánh tay của Muzan đã bị chặt sạch mà không rõ nguyên nhân. Hắn bắt đầu phân tích xem ai là người đã chặt tay của mình, nhưng không thấy trụ cột nào ở đây phù hợp cả. Thêm vào đó, quỹ đạo né tránh của Obanai khá là kỳ quặc, gần như thể ai đó tóm lấy anh khỏi đòn tấn công. Lại có thêm vết chém tương tự, và Muzan nhận ra rằng chỉ một lưỡi kiếm cùn mới có thể gây ra vết thương như vậy. Hắn nhận ra rằng họ đang ở đây, ba thợ săn quỷ đang tàng hình nhờ vào huyết quỷ thuật của trợ lý của Tamayo. Muzan quất roi vào không khí nhưng ngay sau đó Zenitsu, Inosuke, Kanoo xuất hiện cùng với tấm bịt mắt của Yushiro. Giyome ngạc nhiên khi những thợ săn quỷ trẻ tuổi vẫn còn sống. Ngay khi Muzan mất tập trung, Obanai lao tới và chém vào cả hai cánh tay và một số xúc tu của Muzan bằng hơi thở của rắn. Và từ việc chứng kiến quá trình tái sinh của chúa quỷ bị giảm tốc, Senemi nhận ra rằng nhật luân kiếm màu đỏ tươi thực sự có thể chống lại Muzan. Kanoo cùng với Zenitsu lấy một tấm bịt mắt và biến mình thành vô hình và tấn công Muzan. Giyome rất biết ơn vì lưỡi kiếm của Obanai vẫn sáng đỏ và sức mạnh của quân đoàn thợ săn quỷ đã tăng lên khi Kanoo, Zenitsu và Inosuke tham gia cuộc chiến. Khi ấy, anh đã có đủ thời gian để khiến cả hai thứ vũ khí của mình chuyển sang màu đỏ tươi và phá hủy một phần thân của Muzan bằng quả cầu gai đã được cường hóa. Senemi nhanh chóng cảnh báo Giyu và tự mình va hai thanh nhật luân kiếm của họ vào nhau, biến cả hai lưỡi kiếm của họ thành màu đỏ tươi. Một con quạ Katsugai thông báo rằng còn 1 giờ 3 phút nữa là đến bình minh, với Senemi thì đó là quá đủ để xé xác quỷ vương thành từng mảnh. Trong khi đó, Yushiro tiêm cho Tanjiro một loại thuốc giải độc khác cho chất độc của Muzan. Đột nhiên, nhịp đập của Tanjiro quay trở lại và cậu tỉnh lại, mở con mắt còn lại của mình. Trở lại chiến trường, các thợ săn quỷ vẫn chế ngự được Muzan và tràn đầy hy vọng rằng tên chúa quỷ sẽ bị đánh bại. Senemi đeo một trong những cái bịt mắt của Yushiro và anh có thể thấy Inosuke cùng những thợ săn quỷ đang tàng hình khác. Với đủ thời gian để hoàn toàn tập trung, Giyome cố gắng vào lại thế giới giác ngộ bằng cách lắng nghe tiếng vọng từ cơ thể của chúa quỷ. Anh nhìn ra được trên khắp cơ thể của chúa quỷ có rất nhiều trái tim và bộ não, cùng với đó, chúng không có một vị trí cố định nên vô cùng khó bị đánh trúng. Tuy nhiên, anh đã cố gắng tận dụng tình hình và hỗ trợ Obanai tiếp cận thế giới giác ngộ trong tích tắc. Đột nhiên, Muzan tấn công theo cách thậm chí còn điên cuồng hơn trước, gây ra một tiếng ồn ào và rung chuyển lớn. Các trụ cột và các thợ săn quỷ khác đột nhiên biến mất. Hóa ra là Giyome đã bị hất văng về phía một tòa nhà với chân trái khuỵu xuống hoàn toàn. Senemi bị đưa lên đỉnh của một tòa nhà gần đó. Giyu đâm vào đáy của một tòa nhà khác với cánh tay phải bị đứt lìa. Obanai và Zenitsu bị ném sang một tòa nhà khác và Inosuke gục xuống đất với một thanh nhật luân kiếm bị gãy. Sau khi tất cả các trụ cột, Inosuke và Zenitsu bị Muzan hạ gục, Kanoo vẫn là thợ săn quỷ duy nhất còn tỉnh táo, dù rằng cơ thể của cô cũng đẫm máu và thanh nhật luân kiếm của cô cũng đã bị gãy. Khi chúa quỷ tiếp tục tiến về phía cô, thì Tanjiro đã quay trở lại chiến trường với sự trợ giúp của Yushiro và sử dụng điệu múa của hỏa thần Huy Huy Ân Quang chặt đứt cả hai cánh tay của Muzan và giải cứu Kanoo.
Tanjiro đưa Kano đến gặp Goto và xin lỗi vì đã đến muộn. Khi Tanjiro quay trở lại nhìn Muzan, hai người trò chuyện, tên chúa quỷ thì ghê tởm với vẻ ngoài đầy vết thương của Tanjiro, trong khi đó thợ săn quỷ tức giận với những vết thương của đồng đội. Tanjiro suy ngẫm về những ký ức của mình, giờ đây cậu đã nhìn thấy phong cách hơi thở thực tế từ chính Yorichi và điều chỉnh các tư thế cho phù hợp hơn, bao gồm cả góc cổ tay, động tác chân và nhịp thở chính xác. Khi vẫn có thể sử dụng thế giới giác ngộ, cậu cảm ơn Yorichi vì đã cứu tổ tiên của mình và truyền lại hơi thở của mặt trời, nhận ra rằng 12 thức kiếm phải được kết nối cho đến khi bình minh ló dạng để ngăn chặn tên chúa quỷ. Mặc dù Tanjiro vẫn nghi ngờ khả năng của chính mình vì ngay cả Yorichi cũng không thể giết được Muzan, cậu vẫn quyết tâm nhớ lại những lời của Kyojuro nói với mình để giữ được trái tim luôn rực cháy. Và không để các bạn phải chờ lâu, Tanjiro lao tới và giao chiến với kẻ thù bằng phong cách hơi thở huyền thoại. Khi đến gần, cậu nhận thấy những xúc tu mới của Muzan ở đùi của mình, nhận ra rằng khả năng thay đổi hình dạng của con quỷ đã dẫn đến thất bại của trụ cột và những người bạn của mình. Trong khi đó, Muzan tức giận tấn công thợ săn quỷ trước mặt, nhìn thấy hồn ma của Yorichi bên trong cậu bé. Khi Tanjiro bắt đầu thi triển thức thứ 13, cậu cũng đã biến thanh nhật luân kiếm của mình thành màu đỏ tươi mà không cần sử dụng huyết quỷ thuật của em gái, cũng như kết nối được 6 trong số 12 thức của hơi thở của mặt trời. Bộ não và trái tim của cậu đang quay cuồng, trong khi phổi thì dập nát và chân tay đau đớn đến mức chúng gần như bị xé ra hoàn toàn. Còn một giờ nữa là đến bình minh, Tanjiro tiếp tục tự nhủ mình phải tập trung, trong khi cánh tay của cậu đang tê cứng và thanh nhật luân kiếm ngày càng xỉn màu dần. Bản thân Muzan bắt đầu nhận ra độ chính xác của các kỹ thuật của thợ săn quỷ trước mặt đang giảm dần, thanh nhật luân kiếm cũng đang chuyển thành bình thường. Tuy nhiên, những đòn tấn công của hắn vẫn đang bị né tránh. Điều này khiến chúa quỷ vô cùng bối rối và hắn đột nhiên nhận ra rằng mình mới là kẻ chậm chạp vì cuộc đấu tay đôi này chắc chắn sẽ không thể kéo dài lâu như vậy do chất độc của hắn vẫn còn đang ở trong cơ thể của Tanjiro. Sau khi Muzan nhận ra mình đã già hơn 9.000 tuổi, Tanjiro đột nhiên sử dụng hàng loạt các chiêu thức hơi thở của mặt trời khiến Muzan giận dữ, nhưng cậu vẫn không hề dừng tay. Cuối cùng thì Tanjiro cũng đã liên kết thành công tất cả 12 thức và đã thực hiện hơi thở của mặt trời, thức thứ 13 và tự nhủ rằng phải tiếp tục làm nó nhanh và chính xác hơn không ngừng cho đến khi bình minh ló dạng. Ở phía bên kia của chiến trường, Yushiro, Murata và một thợ săn quỷ khác tìm thấy Chachamaru trên sàn nhà. Yushiro dễ dàng đưa Chachamaru sống trở lại và khiến những người khác bị sốc vì họ không hề biết rằng Chachamaru đã trở thành một con quỷ. Họ nhanh chóng đưa cho các thợ săn quỷ khác huyết thanh để trung hòa chất độc của Muzan. Bản thân Yushiro đang cố gắng chữa thương cho Gyome khi nhận thấy rằng chân của anh đã bị thương nặng và đang ở trong tình trạng thực sự tồi tệ. Về phía Tanjiro, cậu tiếp tục giao chiến với quỷ vương bằng kỹ thuật hơi thở của mặt trời. Để tăng hiệu quả của tất cả 12 thức lên mức tối đa, cậu phải nhắm mục tiêu cụ thể vào từng cơ quan quan trọng của Muzan. Để làm được điều đó thì Tanjiro cần quay lại trạng thái thế giới giác ngộ nhưng bất thành do cậu không có đủ oxy. Khi cố gắng sử dụng khiếu giác, Tanjiro nhận ra mình đã mất đi sức mạnh và suýt trúng đòn từ tên quỷ vương. Tuy nhiên, Obanai đã cứu Tanjiro khỏi cái chết, dù rằng cậu nhóc vẫn bị hất văng vào tòa nhà phía sau. Với niềm hạnh phúc, Tanjiro hét lên tên của Obanai, nhưng niềm hạnh phúc đó nhanh chóng biến thành cú sốc khi cậu nhìn thấy khuôn mặt đầy sẹo của Sa Trụ. Dù rằng anh ấy đã bị mù, nhưng anh vẫn có Kaburamaru giúp chiến đấu. Muzan nhận ra rằng Kaburamaru thực sự đang dự đoán các đợt tấn công của hắn ta và chuyển tiếp thông tin cho Obanai để anh có thể phản ứng kịp thời. Tanjiro và Sa Trụ tiếp tục gây áp lực với Muzan, trong khi Quỷ Vương nói rằng lẽ ra hắn có thể kết liễu cả hai người họ vì họ đang mệt mỏi, nhưng loại thuốc lão hóa đã ngăn hắn làm điều đó. Khi trận chiến tiếp tục, Tanjiro nhận ra cơ thể của Muzan đang thay đổi, để lộ nhiều vết sẹo cũ khắp trên cơ thể và phỏng đoán đó là do các đòn tấn công của Yorichi đã khiến cho Muzan bị những vết sẹo ở cấp độ tế bào. Tanjiro nhận ra rằng những vết sẹo đó là do Yorichi gián tiếp chỉ ra nơi hợp lý nhất để tấn công Muzan và gây sát thương cho hắn ta. Nhìn thấy những vết sẹo, Muzan nhớ lại cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của mình với Yorichi với sự sợ hãi khi một con người trông thì yếu ớt lại có thể gây ra những vết thương đến mức không thể lành lại sau một thiên niên kỷ. Chứng kiến những nỗ lực của những người đồng đội của mình thành công khi nhận ra Muzan đang dần suy yếu, Tanjiro nói rằng anh không thể để họ thất vọng và phải khiến trận chiến này đến hồi kết. Quả Katsugai thông báo rằng còn 40 phút trước khi bình minh đến khiến cho Muzan đột ngột bỏ chạy. Hắn vô tư dẫm lên xác chết của những thợ săn quỷ đã chết, khiến Tanjiro tức giận và ném cây kiếm về phía Muzan. Sau đó Obanai tiến lại phía sau Muzan và dùng thanh nhật luân kiếm đâm xuyên cơ thể hắn ta. Tanjiro lấy những lá bùa huyết quỷ thuật của Yushiro và đưa cho Sa Trụ, khiến anh ta mất tập trung trong giây lát và Muzan tận dụng cơ hội đã tấn công ép Obanai phải buông hắn ra. Sau khi Tanjiro thành công trao lá bùa cho Obanai, anh ấy đã có thể chia sẻ tầm nhìn cùng với con rắn cưng của mình. Bộ đôi tiếp tục dồn Muzan vào chân tường và khiến hắn ta không còn chỗ nào để chạy thoát. Chỉ còn 35 phút trước khi mặt trời mọc, Muzan cố gắng phân thân thành hàng trăm mảnh để trốn thoát, nhưng hắn bắt đầu nhận ra rằng mình không thể khi chịu ảnh hưởng từ loại thuốc thứ 3. Ngay sau đó, ký ức của Tamayo xuất hiện trong tâm trí Muzan,
chế nhạo hắn rằng thực sự có tới 4 loại thuốc, trong khi tên quỷ vương thì đang ho ra máu. Muzan đột nhiên ngừng di chuyển và uốn nắn thân mình thành một cái miệng kỳ dị và to lớn để giải phóng một làn sóng xung kích khổng lồ, khiến Tanjiro và Obanai co giật và không thể thở trong giây lát. Cuộc tấn công thậm chí đã đến được với Kiriya và các anh chị em của anh ta thông qua lá bùa của Yoshiro. Chỉ còn 25 phút trước khi bình minh tới, khi Muzan bỏ đi, Inosuke đã tỉnh dậy và lao vào can ngăn. Tên quỷ vương cố gắng sử dụng kỹ thuật như vừa rồi nhưng không thể do hắn đã quá mệt mỏi. Run rẩy, Inosuke tức giận đòi Muzan trả lại những gì mà hắn đã lấy đi. Bực tức, Muzan tấn công Inosuke theo cách bất ngờ từ bên dưới bằng cách vươn cánh tay của mình xuống đất, bộ hàm nghiền nát Inosuke. Đột nhiên, Zenitsu đến và chém cánh tay của Muzan để giải thoát cho cậu bạn, bảo cậu ấy bình tĩnh vì Tanjiro vẫn còn sống. Khi Zenitsu và Inosuke tiếp tục chống đỡ các cuộc tấn công của quỷ vương, Zenitsu khuyến khích Tanjiro bằng cách nói rằng Nezuko đã trở lại thành người và họ sẽ trở về với gia đình của mình. Tên quỷ vương này tầm này gấp lắm rồi, hắn đẩy Zenitsu về phía một tòa nhà và bị Inosuke chặn lại. Tanjiro sau đó nhận ra rằng một thanh nhật luân kiếm màu đỏ tươi có thể vô hiệu hóa tác dụng của huyết quỷ thuật của Muzan bằng cách tự đâm lấy mình. Cùng lúc đó, Muzan dù còn tràn đầy sinh lực vẫn không thể nhấc nổi cánh tay của mình. Hắn tức giận khi thấy Zenitsu và Inosuke vẫn đứng dậy, cho rằng dù có đè bẹp họ đến thế nào đi nữa thì họ cũng sẽ không chết. Khi Inosuke tiếp tục áp đảo tên quỷ vương bằng hơi thở của mông thú, Zenitsu cũng xuất hiện với hơi thở của sấm sét và nhận ra một chân của cậu đã bị hỏng. Zenitsu nhận ra rằng vết cắt của cậu lên người Muzan quá nông và nếu cậu có một thanh nhật luân kiếm màu đỏ tươi, nó sẽ gây ra nhiều sát thương hơn. Inosuke xông vào với hơi thở của mông thú và kỹ thuật tạo sóng xung kích, Muzan đã ngăn chặn được đòn tấn công của cậu ấy và chém đối thủ trước mặt bằng các xúc tu. Rất may, Tanjiro đã cứu Inosuke khỏi đòn tấn công của Muzan với hơi thở của mặt trời. Cậu tiếp tục tấn công Muzan, biết rằng hắn sẽ không thể sử dụng đòn xung kích liên tục vì cần thời gian để tích trữ năng lượng. Cùng với đó, mỗi khi sử dụng kỹ thuật này, các đòn đánh thường của Muzan cũng sẽ chậm lại đáng kể. Tanjiro tiếp tục tấn công nhưng rồi bắt đầu hò ra máu. Cùng với Inosuke và Zenitsu, cả ba thợ săn quỷ cố gắng tiến về phía trước và không ngừng tấn công Muzan. Bằng một loạt các thức kiếm của hơi thở của mặt trời, Tanjiro đã có thể ghi Muzan vào một bức tường của một tòa nhà. Vì Tanjiro không thể sử dụng thêm bất kỳ kỹ thuật nào nữa, cậu cố gắng kìm hãm Muzan càng nhiều càng tốt cho đến khi bình minh ló dạng. Tên quỷ vương cố gắng chém và đâm cậu bé bằng các xúc tu nhưng cánh tay trái của hắn đã bị Mitsuri chặt đứt. Chảy nước mắt, cô hét vào mặt Muzan phải xé rách cánh tay của hắn ta. Sanemi sau đó bước chém sạch cánh tay của Muzan bằng hơi thở của gió, dạng thứ quy, Hasagi và ghim chặt nó vào một bức tường, ngăn không cho nó quay trở lại cơ thể. Đột nhiên, mặt và thân của Muzan tách ra theo chiều dọc để lộ hàm răng khổng lồ. Hắn đang cố gắng thịt Tanjiro để có được sức mạnh của mặt trời. Tuy nhiên, Obanai đã lao ra và che chắn cho Tanjiro khỏi bộ nhá của anh Muzan soái ca. Sanemi hét lên để mọi người tiếp tục giữ vững khi bình minh vừa ló dạng. Vào đúng thời điểm Muzan nhìn thấy mặt trời, nước kinh hoàng chạy khắp cơ thể hắn ta và đó cũng là lúc tên quỷ vương tung ra kỹ thuật sóng xung kích lần cuối cùng, đánh bật mọi người trở lại ngoại trừ Tanjiro, người bị xé nát toàn bộ cánh tay trái sau cuộc tấn công. Bất chấp hỗn loạn đang diễn ra, Tanjiro vẫn giữ chặt thanh kiếm của mình hết sức để có thể biến nó thành màu đỏ tươi. Thật kỳ diệu, Kiju đến trợ giúp Tanjiro với cánh tay còn lại của mình, anh cũng nắm lấy thanh nhật luân kiếm của Tanjiro. Với sức mạnh của cả hai thợ săn quỷ, thanh kiếm thành công trở lại màu đỏ tươi. Muzan bắt đầu hò ra máu và ỉa chảy 567 và khi mặt trời ngày càng chói chang, hắn rít lên từng cơn vì sợ hãi. Để có cơ hội sống sót, hắn phải tự bảo vệ mình bằng một cơ thể là khối thịt. Sau đó cơ thể của Muzan phình to ra, biến mình thành một đứa trẻ quỷ khổng lồ. Trước sự bàng hoàng của mọi người, đứa trẻ hấp thụ Tanjiro vào cơ thể và bò quanh tòa nhà để đến chỗ có bóng râm. Kiriya ở trại doanh hét lên và cầu xin quân đoàn diệt quỷ hãy ngăn tên quỷ vương lại. Mọi người đều cố gắng hết sức để có thể ngăn đứa trẻ sơ sinh khổng lồ bước vào bóng râm. Sanemi nhảy lên không trung và giải phóng hơi thở của gió, chặt đứt bàn tay của đứa trẻ. Khi phong trụ ngã xuống, anh kêu lên cầu xin đối thủ hãy biến thành cát bụi. Ngay khi đứa trẻ chuẩn bị lật nhào chiếc xe buýt, một sợi xích sắt quấn quanh cổ và kéo nó ra khỏi chiếc xe. Kiju trở lại cuộc chiến và sử dụng hơi thở của nước lên đứa trẻ yêu quái nhưng không gây ra sát thương nhiều do anh chỉ còn một cánh tay. Sanemi cùng với Obanai cố gắng cùng nhau tấn công tên quỷ vương nhưng không ngăn được đứa trẻ khổng lồ đào sâu xuống đất. Khi sợi xích của Kiyome bắt đầu bị đứt, từ bên trong đứa trẻ khổng lồ, Tanjiro tiếp tục nắm chặt thanh nhật luân kiếm của mình hết sức để có thể khiến cho màu đỏ tươi của nó kéo dài ra. Từ đó miệng của đứa trẻ ứa ra rất nhiều máu khiến nó không thể đào sâu xuống đất nữa. Dù sao thì cũng không thể thoát khỏi ánh nắng mặt trời. Đứa trẻ quỷ khóc lóc kêu gào khi nó tiếp tục tan rã. Và đây cũng là lúc quân đoàn diệt quỷ giành chiến thắng khi chúa quỷ Muzan cuối cùng cũng đã chết và bị đánh bại mãi mãi. Sau trận chiến, gần như toàn bộ quân đoàn diệt quỷ đã bị xóa sổ và trận chiến dẫn đến cái chết cuối cùng của Gyome, Obanai, Mitsuri và những người còn sống sót còn lại đều bị thương nặng.
Và vừa rồi là trận chiến của chúa quỷ Muzan cùng với các thợ săn quỷ và các trụ cột mà mình muốn đưa đến cho các bạn. Nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại một like, share và một subscribe cho Man Gunnery Official để chúng mình làm ra được nhiều video hay hơn nữa trong tương lai. Mà cũng bởi vì nó miễn phí mà. À, nếu các bạn muốn là mình làm về các trận chiến trong những bộ anime khác thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho chúng mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Shin và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!